ngày 3 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an, thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 vừa phát hiện xử lý nhóm thanh niên chạy xe máy vào đường cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ. Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, đoàn xe máy do các thanh thiếu niên điều khiển với tốc độ cao đi vào cao tốc trái quy định. Đến khu vực trạm thu phí, nhóm này quay đầu xe đi ngược chiều khoảng 10m rồi tiếp tục quay đầu xe đi về hướng huyện Thường Tín. Lực lượng chức năng đã bắt được 6 xe mô tô, 12 người, 11 nam và 1 nữ. Trong đó, xác định 6 người điều khiển phương tiện có năm sinh từ 2001 đến 2007, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trong đó, có một đối tượng sinh năm 2005, trú tại huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã bị công an huyện Đông Anh bắt, khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Hiện đối tượng đang được tại ngoại và tòa sẽ xử vào ngày 14 tháng 9 tới.